chắc ai cũng đã từng thấy dinh thự trong mơ của công chúa Barbie. Vậy bạn có biết dinh thự mơ ước của một người đàn ông là gì không? Là như thế này này, một dinh thự toàn những cô em xinh đẹp chân dài tới nách. Người đàn ông tan làm về đến nhà, có thể tùy ý chọn vài em gái xinh đẹp đi ngủ cùng mình. Còn có siêu mẫu Hollywood cởi áo giúp, phục vụ tận răng. Bữa tối cũng có gái đẹp bầu bạn. Sáng ngủ dậy vừa mở mắt bên cạnh đã có gái xinh vây quanh. Đó chính là một ước mơ nhỏ nhoi của anh em đàn ông trên thế giới. Có điều người đàn ông này không phải con ông cháu cha nhà mặt phố bố làm to. Nhưng để có được thành tích như bây giờ, toàn bộ đều nhờ vào cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Người đàn ông này tên là Jay, vốn đang là một sinh viên nghèo vượt khó. Nhưng do muốn đổi đời đã bỏ học một năm sang Úc làm DJ. Chắc là do có ngoại hình độc lạ Bình Dương nên được mọi người chú ý. Từ đó Jay đã trở thành idol top top hot nhất ở Úc, với danh xưng DJ chim lợn. Vừa xuất hiện đã nhận được một chàng pháo tay đón chào nồng nhiệt. Khi Jay đứng trên sân khấu, đàn ông thì xem mê mệt, phụ nữ đua nhau xin số điện thoại làm quen với idol. Dựa vào tài năng có 201, Jay tuổi còn trẻ đã sở hữu cho mình một dàn hậu cung như ý chuyện. Hội bạn thân gây khế khi biết cuộc sống như tiên của Jay thì không ngừng ngưỡng mộ. Đừng nói là bạn gái, bọn họ ngay cả một đứa bạn thân cũng không có. Ba người quyết định bỏ học theo chân bạn sang Úc, trải nghiệm cuộc sống thần tiên ngập tràn người đẹp bao quanh. Cứ như vậy, ba người đến hộp đêm nổi tiếng ở Sydney. Nêu mở Google Maps ra tìm kiếm cách để đến quán bar nơi Jay làm việc. Không ngờ vừa mở 4G lên thì đã đi tong 40 đô tiền dung lượng. Để không tiếp tục bị tốn lưu lượng tốc độ cao, Nilay đã đập tan chiếc điện thoại Nokia 1280 đời nhà Tống của mình. Như vậy sẽ không phải lo việc dùng mạng quốc tế bị đắt nữa. Sau đó ba người kéo nhau đến quán bar mà Jay nói, muốn tận mắt chứng kiến DJ chim lợn đang hot top top gần đây. Nhưng Jay lại không đứng trên sân khấu tỏa ánh hào quang rực rỡ, ngược lại lại ở trong nhà vệ sinh đi cọ bồn cầu. Tưởng thế nào hóa ra là thần điêu đại bịp, điều này khiến hội anh em cây khế có chút thất vọng. Jay không muốn thừa nhận sự nghèo đói của mình, nên lừa bạn bè rằng quán bar này là do mình mở, còn muốn đưa bọn họ đi tham quan dinh thự trong mơ của mình. Nhưng ngay sau đó anh đã phải tự vào bôm bốp vào mặt. Căn dinh thự trong mơ hóa ra chỉ là một túp lều nhỏ rách nát. Điều này khiến Jay muốn đội quần cho bớt nhục với đám bạn. Vì để tìm chút niềm vui nho nhỏ cho đỡ quê, Jay quyết định đưa các bạn đi chơi công viên nước ở York Byron. Anh còn chém gió rằng đó là thiên đường của ăn chơi nhảy múa. Trước khi xuất phát, Win tình cờ gặp lại bạn thân hồi mẫu giáo, cũng có thể nói là mối tình đầu thời trẻ trâu của anh. Vừa hay cô ấy cũng muốn đến York Byron. Sau đó Jay liền lái xe đưa hội anh em bám theo xe buýt của cô. Sau khi đến nơi cần đến, bạn học cũng muốn mời Win cùng đi chơi công viên nước. Vậy mà Win lại trả lời rằng tôi phải gọi điện xin phép mẹ trước. Đúng là con trai ngoan của ta ha ha ha. Nilay và Jay cũng ngồi bên cạnh góc vui. Jay nói rằng nên gọi video call để bọn họ chào mẹ anh ấy một câu. Video call rất nhanh đã được kết nối. Nhưng do mẹ Win không biết dùng máy tính bị, nên đã đặt bộ ngực căng tròn của bà ấy trước camera. Điều này khiến hai thằng bạn thân bên cạnh vô cùng hứng thú. Win sợ hết hồn vội vàng lấy tay che màn hình. Có trách chỉ có thể trách bà mẹ quá gợi cảm. Trong lúc nói chuyện, Win phát hiện ở nhà có mỗi mình mẹ ăn cơm vậy mà trên bàn lại xuất hiện những hai cái bát. Đây là chuyện quái quỷ gì thế hả trời? Lẽ nào bố anh đã mọc sừng sao? Làm thế nào để dùng một bài hát một cây vui ta tán được hai cô gái? Một người vừa nghe nhạc vừa nhảy vũ điệu thoát y. Người kia còn có một bước tiến triển sâu hơn. Đánh bại 99% đàn ông trên cả nước chính là người đàn ông nhan sắc tầm thường này. Đến cả mẹ anh ấy cũng không thể ngờ con trai mình lại có sức quyến rũ hơn người như vậy. Chuyện là dư lầy, trước khi Win đến Úc, mẹ anh không hề yên tâm. Bà ấy đã đưa cho Win một cái chuông báo động. Bây giờ lại có thể ở Úc thể hiện sức mạnh của mình. Còn không đợi Win dậy đánh vần á ớ, cô bạn gái Katy đã lăn ra ngủ như một con lợn. Pali về đến phòng vừa hay bắt gặp cảnh này, cộng thêm nhìn thấy chuông báo động ở trên sàn nhà, Pali liền cho rằng Win là một tên yêu dâu xanh thích hấp diêm phụ nữ. Sau đó cô ấy la lớn kêu gọi một đám người đến bắt tại trận. Kết quả hôm sau Win bị hội anh em cây khế cà khịa. Win cũng không thèm để ý, dù sao thì anh cũng đã được ôm người đẹp. Nhưng hôm sau khi Katy tỉnh lại, dường như cô chẳng nhớ tối qua đã có chuyện gì xảy ra, còn xin Win 20 đô tiền mua vé vào cửa. Đầu tiên Win vén áo lên móc ra được 10 đô, sau đó lại tháo thắt lưng ra, từ trong kẹp của thắt lưng móc ra được thêm 10 đô nữa. Lúc này mới đủ 20 đô để cho bạn gái đi chơi. Sau khi mua vé vào cửa từ người bạn học cũ, bốn người đã trở đến công viên nước. Nếu muốn tìm một công việc làm thêm ở đây để kiếm chút tiền đi lại. Có điều công việc còn chưa tìm được, anh đã tiêu mất 75 đô tiền trải nghiệm bơi cùng cá heo. Win luôn bám đít cô bạn thời mẫu giáo Katy, muốn hoàn toàn chinh phục cô ấy. Jay và Simon đến khu vui chơi trẻ em, xem có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình ở đây không. Lúc này, một cô giáo dạy bơi đưa một đám trẻ đi qua, muốn Jay chơi cùng đám trẻ một chút. Jay vì muốn bọn học có thể đi chơi, liền vu khống bạn thân nói anh ấy là một đứa ấu dâm. Cô giáo nghe xong sợ chạy tụt quần. Nếu nói thật thì vẫn là Jay bị thiệt. Cô giáo đã chạy đi tìm cứu binh, hơn nữa còn là hai tên đàn ông cao to đen hôi. Thấy hai người đàn ông cao to đang đi về phía bọn họ, Jay vội vàng nhảy lên bờ, bỏ lại anh bạn thân một mình chịu đòn. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, chỉ đơn giản là kết giao thêm một người bạn thôi mà, làm gì phải căng. Nếu một mình chơi với cá heo đang vui, anh cho nó ăn hamburger rồi lại cho nó ăn thêm thịt gà. Khi anh ấy đang chuẩn bị cho nó ăn sandwich kẹp trong cái nách rau mùi của mình, con cá voi lại bất ngờ lật ngược bụng dọa Nêu vội vàng chuồn khỏi đó.
Win đang cảm thấy sợ hãi, vì chuẩn bị phải so tài trượt cầu trượt với người tình địch cơ bắp. Dù sao người thua sẽ phải khỏa thân chạy xung quanh công viên. Neil và Simon đều chạy đến góc vui, nhưng Neil hình như Tào Tháo đuổi, cứ thả dám bum 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 bum. Lúc này, cuộc so tài chính thức bắt đầu. Cô bạn Katy trượt xuống trước, tình địch và Win sẽ xuất phát sau. Đột nhiên Nin cảm thấy hơi ấm ấm ở mông. Chiếc quần trắng trắng xuất hiện một đốm vàng vàng. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết đó là thứ gì. Nilay sợ đái ra quần, vội vàng lấy tay bịt lỗ đít và cầu cứu bạn thân. Nhưng Win lúc này chỉ quan tâm đến thắng thua, không có thời gian để ý đến anh ấy. Nghe thấy phía sau có tiếng cười, Neil vội vàng quay người lại. Ai ngờ hành động này đã khiến anh rơi mất một cục cức. Cũng vào lúc này, còn có Win đang nằm trong cầu trượt. Sau này khi các bạn nhỏ buồn ẻ nhất định đừng tin vào bất kỳ cục cức nào. Bởi vì thuyền ra đến bến còn chìm, cức ra đến đít biết kìm làm sao. Như anh bạn này đây, cứ trơ mắt nhìn cục cức bay ra, thuận theo cầu trượt trôi xuống dưới. Một cức một người chơi trò đuổi bắt trong cầu trượt. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác bị cức rượt đuổi. Win sợ hãi, Win đau đớn, Win buồn bã. Người chạy phía trước cức đuổi theo sau. Đúng là có 102, độc lạ phim Úc. Win từ trong cầu trượt trượt ra trước nên giành phần thắng. Katy không kìm được sung sướng mà nhảy nhót hoan hô. Tuy nhiên một giây sau, Win đã may mắn ăn trọn cục cức vào mặt. Win trực tiếp gọi em Huệ tại chỗ. Câu chuyện cức hại người đã thu hút được không ít sự chú ý của mọi người. Mọi người thi nhau chạy tán loạn. Đúng vào lúc này, Win đã phun ra hết lon coca tối hôm qua vừa uống. Lúc này mọi người đã mất hết bình tĩnh. Đây phải gọi là vũ khí hóa học mới đúng. Cuối cùng đội phòng độc đến mới khiến mọi người lấy lại bình tĩnh. Câu chuyện cục cức huyền thoại của Win đã được vang danh sử sách. Hồ bơi cách lúc phá sản đã không còn xa nữa. Cức rơi trúng đầu là cảm giác như thế nào? Người đàn ông đang so tài trượt cầu trượt với tình địch. Thằng bạn thân cây khế đứng trên đã tặng anh bạn thân bên dưới một trợ thủ đắc lực. Có sự rượt đuổi của trợ thủ, người đàn ông rõ ràng càng trở nên lợi hại. Cuối cùng đã thuận lợi chiến thắng cuộc so tài. Tuy nhiên một giây sau, người đàn ông đã ăn trọn cục cức vào mặt. Win không nhịn được mà gọi em Huệ ngay tại chỗ, khiến cả một cái hồ bơi to đùng trong nháy mắt trở thành vũ khí sinh hóa. Nhưng Cruise của Win lại không thấy mất mặt tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy trên cả tuyệt vời. Quả nhiên, nơi rồng ở ắt có phượng theo. Win cuối cùng đã lấy lại được tự tin. Nhưng anh bạn thân dây lúc này lại vội quay về nhận lỗi với người yêu cũ. Simon đến giục bọn họ nhanh tay nhanh chân lên một chút. Ai ngờ Win lại là một tên trọng sắc khinh bạn. Anh đã đi theo tiếng gọi của tình yêu mà không thèm quan tâm đến hội anh em cây khế. Simon gọi điện thoại cho bạn gái, xem có thể hỏi được tung tích bạn gái cũ của dây đang ở đâu không. Bạn gái nói với Simon, bạn gái cũ của dây đang làm việc tại Billy Stud Farm. Ba người rất nhanh đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đây. Win cô chấp muốn ở lại đây cùng bạn gái ra biển chèo thuyền. Thế là Nin đã lái xe đưa Simon và dây rời khỏi đây. Nhưng Win ở lại cũng không nhận được tình yêu đích thực của đời mình. Cùng bạn gái đi chơi cả một ngày mệt mỏi, đến tối còn bị bắt tham gia buổi party nhàm chán. Win giận dỗi đi ra ngoài lều ngồi thư giãn. Bạn gái thấy vậy cũng chạy ra theo. Cô ấy thừa nhận mình đã thích Win và trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Win còn chưa kịp vui vẻ, một giây sau, Kai Tê đã quay sang hôn tình địch. Không ngờ người mình yêu lại không yêu mình. Đã thế lại còn là một chap girl. Win thật sự không thể chấp nhận sự thật này. Anh bắt đầu nhớ về mấy đứa bạn thân trong hội anh em cây khế. Tuy nhiên bọn họ lúc này đã đến nơi cách xa chỗ đó hàng trăm km. Win rời khỏi nơi khiến anh cảm thấy đau khổ. Anh lên máy bay đuổi theo hội anh em, cuối cùng đã đuổi kịp bọn họ. Bốn người xuất phát đến nông trường nơi bạn gái cũ của Jay làm việc. Thật tình cờ và thật bất ngờ, xe đi đến chỗ không người thì lại hết xăng. Xung quanh vô cùng trống vắng. Xem ra đây chính là sa mạc rộng lớn, ngay cả một chút gió cũng không có. Bốn người đối mặt với thử thách sinh tồn nơi hoang dã. Bọn họ bắt đầu đi tìm cái bò vào mồm. Kết quả đã không tìm được cái gì bò vào mồm lại còn tốn kha khá sức lực. Đột nhiên, Nin nhìn thấy nguồn nước. Bạn bè đều nói anh ấy đang bị ảo ma Canada. Nếu không tin cứ dãy đành đạch đòi chạy đi xem. Kết quả chạy cả nửa ngày trời một giọt nước cũng không có. Lại còn tốn thêm không ít sức lực. Lúc này bốn người đã bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Chỉ biết ngồi nhìn nhau đợi các cụ đến đón. Win khóc lóc đòi về nhà gặp mẹ. Nhưng mà dặn mãi cũng chẳng ra giọt nước mắt nào. Bọn họ cứ như vậy chuẩn bị đăng xuất khỏi trái đất. Bốn người vừa nhắm mắt đã bị một chậu nước rửa chân hất vào mặt. Bạn gái cũ của dây làm việc ở trang trại ngựa gần đó đã đến, cứu được bốn người và đưa về nhà. Nhưng tất cả dường như đã thay đổi. Vợ tương lai của Simon đã theo thằng khác giàu hơn mà đá anh ấy. Mẹ của Win cũng đã có người mới.